Đối với nhà các nhà của Việt TV sau đây xin mời quý vị theo dõi phần điểm tin trong ngày thứ ba 11 tháng 2 năm 2020. San Diego lần đầu tiên có người bị nhiễm virus corona và đây là trường hợp thứ 13 tại Mỹ. Thưa quý vị, cơ quan phòng chống bệnh tật của Hoa Kỳ gọi tắt là CDC cho biết là hôm thứ hai 10 tháng 2 vừa qua ở San Diego County đã có một trường hợp nhiễm virus corona. Đây là lần đầu tiên County này có người bị và đây là người thứ 13 tại Mỹ. À, theo tin của CDC cho biết, ban đầu người này cùng hàng trăm người khác được di tản từ Vũ Hán thuộc tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Đây là cái trung tâm dịch bệnh thế giới và họ được chuyển về căn cứ Travis F. B. và từ đó bay về căn cứ Miramar gần San Diego và họ được cách ly trong 14 ngày theo đúng tiêu chuẩn CDC. Nhưng mà khi về tới nơi đó thì người ta phát hiện có bốn người có trường hợp gọi là nghi ngờ. Thì có đưa bốn người này vào trong bệnh viện của trường đại học UCSD tức là UC San Diego Medical Center để theo dõi. Sau đó thì họ kiểm tra thì họ thử nghiệm thấy bốn người này âm tính tức là không bị nhiễm virus. Họ mới đưa trở về lại căn cứ Mirama để ở tiếp trong những ngày còn lại cho đủ 14 ngày. Nhưng mà qua ngày hôm sau họ phát hiện là trong đó có một người bị dương tính. Không biết là họ thử nghiệm nó sót hay là vì giấy tờ. Không biết họ mới Ngày hôm qua họ đưa người này trở lại ở UC San Diego Medical Center đó xác nhận là người này bị dương tính đó. thì cũng trong ngày hôm qua CDC cho biết là họ cũng thấy một người lại còn lại trong ba người này thì có một người cũng đi nghi ngờ và ngày hôm qua họ đưa cái người này cũng vô lại UC San Diego Medical Center hiện nay hai người đang bị cách ly ở đây và bác sĩ ở đây cho biết là sức khỏe họ khỏe mạnh bây giờ đang theo dõi thì đây là cái trường hợp thứ 13 tại Hoa Kỳ đó. thì uh, thưa quý vị uh, có hàng trăm uh, công dân Mỹ trong những ngày qua được nhiều chuyến bay của Mỹ uh, thuê mướn chở từ Vũ Hán về uh, những chuyến đầu tiên là về Alaska sau đó từ Alaska về uh, Miramar, b rồi sau đó các chuyến bay khác thì bay từ Vũ Hán về thẳng Travis, FP là ở bên uh, trên miền Bắc California rồi từ đó đi các nơi khác ví dụ như Miramar là San Diego rồi San Antonio bên Texas và Omaha bên Nebraska đó thì uh, cũng may là cho giờ phút này ở Mỹ 13 người bị nhiễm virus corona nhưng mà chưa có ai bị chết và một số người đã được ra khỏi bệnh viện. Thì đó là cái tình hình tại Mỹ. Còn tại Việt Nam thì thưa quý vị sáng hôm nay Bộ Y tế xác nhận là có thêm một trường hợp nữa bị virus corona và đây là người thứ 15. Nhưng đây lại là trường hợp một em bé gái 3 tháng tuổi ở huyện Bình Xuyên tỉnh Vĩnh Phúc. Em bé này là con của một bệnh nhân tên là Nguyễn Thị Dự năm nay 23 tuổi. Thì mẹ của cô Nguyễn Thị Dự này là là một bệnh nhân 42 tuổi Cô Nguyễn Thị Dự này đó là cái một trong tám người của công ty Nihon Plaster ở tại Vĩnh Phúc mà hôm trước có đi qua Vũ Hán tập huấn trong mấy ngày. Thì tất cả những người này họ về vào ngày 17 tháng Giêng. Thì sau đó cô này trong cái thời gian Tết từ 28 đến 31 tháng Giêng có bế con qua thăm bà ngoại. Đó. Thì về cô này là bị, bị và cô này hết rồi nhưng mà cái đứa con bây giờ ta phát hiện là trong những ngày qua bắt đầu sốt đó. Bà mẹ cũng bị luôn là bà ngoại và mẹ đều bị. Đó. Rồi bây tới đứa con thì bà ngoại thì không thấy nói nhưng mà bà mẹ thì đã hết rồi. Đứa con bây giờ đang được cách ly ở trong bệnh phòng khám đa khoa Quang Hà của huyện Bình Xuyên. Và uh, đây là những cái trường hợp mà ở bên ở uh, bên Việt Nam bị. Và như vậy là trong 15 trường hợp này thì thưa quý vị tỉnh Vĩnh Phúc nhiều nhất là có tổng cộng là 10 trường hợp. Tại Sài Gòn có 3 trường hợp thì một người đã xuất viện là một thanh niên người Trung Quốc 28 tuổi. Bây giờ người cha với một người khác vẫn còn. Ờ, ở khánh hòa thanh hóa mỗi nơi có một trường hợp và cái người ở thanh hóa cũng là thuộc trong cái nhóm 8 người thuộc công ty nihon mà đi qua bên vũ hán còn ở sài gòn ba người thì là hai bố con ở uh, người trung quốc ở tỉnh vũ hán và một việt kiều mỹ cái ông này 73 ba tuổi các vị còn nhớ hôm trước tôi có đưa tin trên đường uh, từ mỹ bay việt nam và có quá cảnh vũ hán trong hai tiếng đồng hồ thì bây giờ ông này cũng đang được uh, uh, theo dõi. Trong cái đó thì tại Nhật thưa quý vị chúng biết, biết trong những ngày qua có cái du thuyền tên là Diamond Princess chở khoảng 3.700 người Trong đó khoảng 1.000 nhân viên và khoảng 2.700 hành khách Thì cho đến giờ phút này vẫn còn đang bị nằm ở ngoài cái 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 cái, cái, cái cảng ở Yokohama mà không được lên trên bờ Bởi vì người ta đã đang Uh, uh, coi như là kiểm dịch như thế này thì trong những ngày qua đã có 60 người trên tàu này bị thì bây giờ hôm nay người ta phát hiện ra là 75 người nhiễm về tổng cộng thì số người bị nhiễm ở trên tàu này là 135 người đã. bây giờ những người trên tàu này không được lên bờ và họ không biết đi về đâu những hành khách có thể đa số là thuộc các quốc tịch các quốc gia giàu có phải không họ ở những cái bon ở trên chẳng hạn như mỹ này, anh pháp đức vân vân còn ở dưới khoảng một ngàn nhân viên nằm ở dưới thì những người này bây giờ cũng được cách ly và những người dưới thế là đa, đa số là thuộc các nước châu Á ví dụ Ấn Độ, Singapore, ở Sri Lanka, Malaysia, Indonesia vân vân thì bây giờ những cái hành khách này họ không thể lên tàu mà bây giờ Nhật họ nói là cho giờ phút này họ chỉ kiểm trực, kiểm dịch được khoảng hơn 300 người và họ không có khả năng kiểm dịch hết 3.700 người bây giờ quý vị thấy trên màn hình đó là những hành khách mà mỗi ngày chỉ được đi ra ngoài cái 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 cái, cái cabin của mình nó độ vài phút thôi Nói thẳng là bây giờ họ đang bị giam lỏng Đồ ăn, đồ uống họ vẫn được tiếp tế Nhân viên ở dưới tàu mang lên phải mặc đồ cách ly Và bây giờ một phòng đó là bốn người phải chia chục Nghĩa là vô ở chung, xài chung một cái bathroom Thậm chí bàn chải đánh răng, Sờ bông những thứ khác hôm trước là xài chung ví dụ mỗi người bạn chạy chảy đang riêng ví dụ mỗi cái 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 cái, cái, cái tiếp kem là xài chung nhỉ? thì bây giờ tất cả riêng á nhập phải cung cấp hết tất cả mọi người một cái bộ riêng hết bởi vì họ sợ bị lây và trong phòng lúc nào cũng phải đeo khẩu trang còn nhân viên nhà bếp đó thì mang đồ ăn lên cho họ cũng phải mang khẩu trang và mặc những cái đồ cách ly và bây giờ không chỉ có người trên mà người dưới bắt đầu có 10 nhân viên ở dưới lây bệnh bị lây bệnh thì bây giờ nó đi đến cái tình trạng là người ta gọi cái tàu này giống là vũ hán Vũ Hán trên biển Vũ Hán trên biển Và người ta thấy rằng là Thế giới đang lên án Nhật là tại sao Nhật không cho những hành khách này lên một cái bệnh viện nào Một cái nơi nào cô lập Ví dụ như Trung Quốc họ làm cái bệnh viện giã chiến họ đưa những người đó vô Tại sao Nhật không làm Thì không biết vì lý do gì nhưng mà người Nhật nhất định không cho những người này lên Và họ để về họ kiểm dịch và bây giờ người ta các chuyên gia y tế là sợ rằng càng để trên tàu lâu thì số người mà nó gọi là lây lan nó càng tăng nhanh bởi vì không thể nào tránh khỏi hết rồi đó có tình trạng nữa là gì một nhân viên người Ấn Độ mới viết trên Facebook yêu cầu chính phủ Ấn Độ làm sao giúp đưa họ ra đây Bởi vì họ nói rằng là nó có vẻ giống như kỳ thị Bởi vì khách thì được chú ý nhiều hơn Trong khi nhân viên chúng tôi cả ngàn người làm như đây thì không ai chú ý Bởi vì khách thuộc các quốc gia mà gọi là uh, uh, giàu có thì họ lo cái chuyện đó Thành ra bây giờ người Nhật người ta không biết giải quyết chuyện này như thế nào Đây nó đang là một cái gọi có thể nói là một cái trở ngại Một cái tiến thoái lương năng của Nhật Đưa lên bờ thì có thể là dân Nhật họ không đồng ý Mà bây giờ để dưới đó đó thì những người này tù túng phải nói là tù túng ở trong đó luôn không liên lạc được với người bên ngoài không gặp được người bên ngoài không ai được xuống tàu chỉ có những nhân viên y tế mới xuống thôi mà bây giờ nhật họ làm luôn cả một cái lều ở đó ở bên ngoài cái tàu trên cái bến cảng giống như một cái trung tâm hành quân đó để họ theo dõi thì họ chỉ làm được một mức độ nào thôi chứ không làm được hết bây giờ người ta đang lo là qua cái 14 ngày này nếu mà những ai mà không có bị thì đáng lý phải được lên bờ nhưng mà càng ngày cái số người càng tăng và người nhật ta đang lo là những người này lên bờ rồi sẽ đi đâu đó đó là cái lo ngại của nhật thì đó là một cái tình trạng tiến thái nước nan của cái tàu diamond princess trong cái đó có một cái tàu khác là world travel cũng bị vô hồng kông cũng là cái tàu này trước khi vào hồng kông đó thì ghé quảng châu bây giờ cái tàu này cũng không được lên luôn đó. cái tàu này không được lên luôn nhưng bên hồng kông thì không biết tại sao họ là có phương tiện họ là chúng tôi sẽ kiểm dịch hết tất cả những người này đã trước khi cho họ lên bờ thì đó là tình trạng của hai cái tàu du thuyền đang bị kẹt ở tại Hồng Kông và một cách kẹt ở Nhật cách kẹt ở Nhật là từ hồi đầu tháng 2 từ hôm 2 tới tháng 2 tới giờ coi như bữa nay là coi như là gần 10 ngày rồi mà chưa thấy có ánh sáng của đường hầm gì cả à, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ sẽ mạnh tay với các tiểu bang ở thành phố và các thành phố chủ ẩn đó là phát biểu của ông William Barr, Bộ trưởng Tư pháp của Mỹ ngày hôm qua khi ông nói chuyện trước Hiệp hội các cảnh sát quốc gia Ông nói rằng chính phủ Hoa Kỳ đang chính thức truy tố à một số tiểu bang, kiện thì đúng hơn, kiện một số tiểu bang. Ví dụ như tiểu bang New Jersey, rồi à King County ở tại tiểu bang Washington và một số nơi khác. Bởi vì những ở những nơi này là đã thông qua những cái luật gọi là Sanctuary City, gọi là thành phố chuẩn ẩn. Tức là theo như William Barr nói là cái này là cản trở công việc của liên bang. Trong việc mà Bộ Nội An qua các cơ quan cảnh sát đi chú là ai thì bắt những người dân bất pháp. Quý vị biết rồi, nhiều... nhiều tiểu bang và thành phố của mỹ họ thông qua những luật đó là họ cấm nhân viên hợp tác với lại uh, nhân viên liên bang trong chuyện này thì ông william Barr bảo thế này đúng cái hiến pháp hiến pháp không bắt buộc không bắt buộc cảnh sát địa phương phải hợp tác với liên bang cái đó là hiến pháp, hiến pháp trao quyền vấn đề an ninh cho tiểu bang nhưng mà luật hiến pháp cũng cấm các tiểu bang và các địa phương cản trở công việc của liên bang đó đó là theo lời william Barr nói ông đã ví dụ như ở new jersey uh, là họ thông qua cái luật là coi như là không cho nhân viên hợp tác với nhân viên liên bang thì cũng ok nhưng mà họ không cho nhân viên liên bang vào các cái nhà tù để kiểm tra những ai là di dân bất hợp pháp mà đang trong phạm tội đó rồi ông còn tố cáo một số tiểu bang đó là khi mà tuyên án lại tuyên án nhẹ hơn đó so với người dân bản xứ để những người này khi bị án nhẹ thì sẽ không bị trục xuất đó rồi như kinh cao ti đó ở bên tiểu bang Washington đó, họ là thông qua luật là cấm chở di dân bị trục xuất mà qua khỏi cái phi trường của họ thành ra bộ đội an mỗi lần chuyển họ đi qua một phi trường khác tốn kém hơn thì đây là những cái điều mà ông William nói, ba nói là ở uh, chính quyền liên bang của tổng thống Trump đang kiện những tiểu bang ra tòa và ông nói đây là hành động mạnh mẽ nhất để chống lại các cái thành phố mà uh, cũng như tiểu bang uh, chuẩn thì đó là những cái tin đáng chú ý trong ngày hôm nay trong phần điểm tin trong ngày gửi đến cho quý vị cảm ơn quý vị rất nhiều chúng tôi sẽ hẹn quý vị vào những kỳ tới